Bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ hai đầu tuần, ngày 4 tháng 9 năm 2023. Happy Labor Day. Happy Labor Day quý vị. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Santa Ana, California thực hiện luật ổn định tiền thuê nhà. Cảnh sát Fontana, California báo động tình trạng cướp tấn công người vừa rời ngân hàng ngày càng gia tăng. 172 chiếc xe bị ăn cắp được trả về cho khổ chủ. San Diego buộc tội 50 kẻ trộm cắp. Cảnh sát California truy tìm ba nghi can liên quan đến thiếu niên 14 tuổi bị bắn trên xe bus ở Long Beach. Hơn 73.000 người dự lễ hội ở Nevada kẹt trong sa mạc do mưa lớn. Hai người bị bắt vì mang cá ngựa khô rắn chết dầu mù u từ Việt Nam nhập lậu vào Hoa Kỳ. 61% dân Mỹ làm tháng nào xài hết tháng đó. Theo một cuộc khảo sát, những nơi tài xế lái xe căng thẳng nhất dễ xảy ra gây gỗ, hâm dọa ở Hoa Kỳ. Những người theo chủ nghĩa tân phát xít đeo cờ đỏ và phất cờ có hình chữ vạn đã tuần hành qua công viên ở Florida Ngũ giác đài gia hạn khai triển quân đội tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico đến cuối tháng 9 năm 2023. 5.000 email thời làm phó tổng thống cho Obama của ông Biden, trong đó có nhiều email ký tên bằng bí danh. Cựu tổng thống Donald Trump vẫn thống trị đường đua của đảng Cộng hòa. Tổng thống Joe Biden trao quân chương danh dự cho phi công trực thăng quân đội Hoa Kỳ, cứu binh sĩ trong chiến tranh Việt Nam quân đội Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt giao tranh ở miền đông Syria và cảnh báo IS hồi sinh. SpaceX phóng 13 vệ tinh quân sự cho lực lượng không gian của Mỹ. Cựu Thủ tướng Ý cáo buộc Pháp từng bắn rơi phi cơ chở 81 người nhằm ám sát người đứng đầu Libya vào năm 1980. Ga xe lửa ở thủ đô Moscow báo động di tản do đe dọa đánh bom. Bão Hai Khi đánh vào Đài Loan, gần 4.000 người phải di tản. Tin Việt Nam, luật sư kiến nghị tòa án xác định nhà báo Đức Hiển là người bị hại, chứ không chỉ là người có liên quan trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, Santa Ana, California thực hiện luật ổn định tiền thuê nhà. Sau khi ban hành quy định ổn định tiền thuê nhà và trục xuất có lý do chính đáng vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, Santa Ana thành lập bang Rental Registry là báo cáo phòng cho thuê để thực thi quy định này. Thông cáo báo chí của thành phố cho biết, quy định mới này chỉ áp dụng cho căn nhà nhiều gia đình như Duplex, Triplex và Fourplex hay là chung cư chứ không ảnh hưởng gì đến nhà riêng hay là phòng trong nhà riêng cho thuê. Theo tin từ thành phố, chủ nhà cho thuê phải báo căn nhà cho thuê với Rental Registry đưa tin tức của căn nhà cho thuê, cho biết những sự thay đổi, gửi thông báo và trả phí ghi danh thuê nhà cho thành phố nếu có theo quy định ổn định tiền thuê nhà và trục xuất có lý do chính đáng của thành phố. Rental Registry mở từ 15 tháng 8 và có những tin tức trên trang web của thành phố để cung cấp những giúp đỡ tối đa. Thành phố có đăng một trang web chi tiết với nhiều tin tức dành cho chủ nhà hội thảo trực tuyến hàng tuần, có nhân viên giúp đỡ và có máy vi tính tại trung tâm Santana World, một địa chỉ email rso.santana.org và đường dây giúp đỡ theo số 714-667-2209. Cảnh sát Fontana, California báo động tình trạng cướp tấn công người vừa rời ngân hàng ngày càng gia tăng cảnh sát fontana đang yêu cầu người dân hết sức cảnh giác trước tình trạng tấn công người vừa rời khỏi ngân hàng theo sở cảnh sát kẻ trộm cắp đã quan sát nạn nhân rút tiền và đợi họ đến địa điểm thứ hai trước khi cướp cảnh sát fontana cho biết trên instagram trong loại tội phạm này nghi phạm quan sát nạn nhân khi họ rời khỏi ngân hàng những nơi tính dụng atm hoặc những nơi rút tiền mặt bằng check và tiến hành theo dõi họ đến địa điểm tiếp theo. khi đến nơi, bọn tội phạm lợi dụng cơ hội để ăn cắp xe của nạn nhân hoặc trực tiếp thực hiện hành vi cướp tài sản. Một trường hợp diễn ra vào ngày 22 tháng 7, trong đó nạn nhân vừa rút ra 1.060 đô la từ Chase Bank. Trên đại lộ Slover ở Fontana đã bị đánh cắp tiền từ xe của họ sau khi họ rời ngân hàng. Sở cảnh sát Fontana cho biết, sau khi rời ngân hàng, nạn nhân đã lái xe đến tiệm Green trên đại lộ Sierra và ở đó trong khoảng 7 đến 8 phút. Nạn nhân bước ra khỏi cửa hàng và phát hiện cửa sổ phía trước đã bị đập bể và bao thư đựng tiền đã bị mất. Trong vụ đó, thì đoạn phim giám sát cho thấy một chiếc xe Toyota Forerunner đã lao vào chỗ đậu xe cạnh xe của nạn nhân sau khi họ đến Walgreen. Tên trộm đã ra khỏi xe dùng một dụng cụ để đập vỡ cửa kính và đã lấy số tiền vừa rút của nạn nhân. Đây chỉ là một trong số những vụ mà cảnh sát đưa ra để cảnh báo cho chúng ta phải rất cẩn thận. 172 chiếc xe bị ăn cắp được trả về cho khổ chủ. San Diego buộc tội 50 kẻ trộm cắp. Đội đặc nhiệm bắt trộm xe hơi San Diego Regional Auto Theft Task Force đã thông báo đã đủ bằng chứng để cáo buộc tội 50 người dính líu đến đường dây ăn cắp 172 chiếc xe trị giá 3 triệu 300 ngàn đô la. Biện lý cuộc của San Diego cho hay, toàn bộ những chiếc xe hơi bị ăn cắp đã được hoàn trả cho chủ nhân. Trong số 50 kẻ tình nghi, cảnh sát bắt được 31 nghi càng. Đội đặc nhiệm ra tay từ hồi tháng 9 năm ngoái qua chiến dịch mặt trời mọc. Operation Sunrise với sự kết hợp của nhiều sở cảnh sát, giới chức địa phương và tiểu bang. Cảnh sát chìm đã len lỏi vào đường dây của bọn tội phạm khắp quận San Diego. Chiến dịch bắt tội phạm đã tạo ra một cửa hàng do cảnh sát chìm điều hành ở mạng đông San Diego. Tại cửa hàng này, nhiều nghi can bán lại những chiếc xe ăn cắp, súng ống và đạn dược và cả ma túy cho các thám tử. Tất cả đã được thu hình lập tăng chứng. Xe đánh cắp thường được dùng để phạm tội khác như là ăn trộm tiền từ máy ATM, đi ăn cướp trên đường phố hoặc dí súng uy hiếp những người đi đường để cướp của rồi bỏ chạy. Nếu bị kết tội thì án tù sẽ từ 16 tháng cho đến 17 năm tùy theo tính cách nghiêm trọng của tội phạm. Cảnh sát California truy tìm ba nghi can liên quan đến thiếu niên 14 tuổi bị bắn trên xe bus ở Long Beach một thiếu niên 14 tuổi bị bắn đang đi trên xe bus ở Long Beach vào chiều ngày thứ sáu ngày 1 tháng 9, cảnh sát loan báo theo CBS News khoảng 6 giờ 25 phút chiều ngày thứ sáu, cảnh sát đã đến khu số 5.600 đường Long Beach nơi mà nạn nhân đã bị thương do trúng đạn ở phần thân trên. Trước đó, thiếu niên này đang đi xe bus với bạn bè thì bị ba thiếu niên khác tới gần và gây sự. Sở cảnh sát Long Beach LBPD cho hay, hai bên cãi cử nhau rồi đánh nhau và có lúc một trong những nghi can đã dùng súng bắn nạn nhân, LBPD cho biết. Các nghi can tẩu thoát khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện trong tình trạng ổn định. Cảnh sát kêu gọi nếu ai biết những sự việc này xảy ra như thế nào, xin hãy gọi cho cảnh sát LBPD. Hơn 73.000 người dự lễ hội ở Nevada kẹt trong sa mạc do mưa lớn. Hàng chục ngàn người dự lễ hội Burning Man ở phía tây bắc của Nevada được khuyến cáo dự trữ thực phẩm, nước uống, nhiên liệu và ở yên tại chỗ sau khi mưa lớn trong đêm đã biến sa mạc thành những vũng bùn khổng lồ. Theo nhật báo Los Angeles Times vào ngày thứ Bảy ngày 2 tháng 9, ban tổ chức thông báo do mưa lớn, cổng và phi trường ra vào Black Rock City, thành phố xây dựng tạm cho lễ hội này mỗi năm, vẫn đóng cửa tính đến 10 giờ 45 phút ngày thứ Bảy cấm ra vào, cấm lái xe đến khi bề mặt sa mạc ở đây khô ráo, trừ xe cấp cứu, ban tổ chức đã gửi email thông báo. Khách nên dự trữ thực phẩm, nước uống, nhiên liệu và trú ở nơi ấm áp, an toàn. Hơn 73.000 người đang dự lễ hội này, báo Reno Gazette Journal đưa tin. Giới chức quản lý đất đai của Nevada, BLM Nevada cũng như sở cảnh sát Pershing County đã đóng toàn bộ lối vào cho đến hết lễ hội. Ai đang đi trên đường tới lễ hội này thì nên quay về nhà. BLM Nevada đưa ra thông báo cho hay, mưa suốt 24 tiếng đã dẫn tới tình huống phải chặn toàn bộ xe cộ trong khu vực sa mạc này. Nhiều nơi kế bên lễ hội bị mưa ít nhất là nửa inch từ sáng ngày thứ Sáu đến sáng ngày thứ Bảy, theo ông Mark Dutch Don, chuyên gia của văn phòng trung tâm khí tượng quốc gia ở Reno cho biết. Ban tổ chức cho biết Black Rock City mưa từ 0.6 cho tới 0.8 inch trong đêm. Mặc dù trời đã bớt mưa vào ngày thứ Bảy chỉ còn mưa rào, nhưng mưa vẫn chưa tạnh. Vẫn còn một đợt mưa dai dẳng từ tối thứ Bảy cho tới ngày Chủ nhật và lượng mưa từ 1 phần 10 cho tới 1 phần 3 inch, thậm chí là nửa inch nếu kéo dài. Đến tối ngày Chủ nhật thì mưa mới tạm dừng. Thời tiết tại lễ hội Burning Man năm nay khác hẳn năm ngoái, lúc đó thì trời nóng đến 105 độ F. Theo Wikipedia, lễ hội này diễn ra hàng năm từ năm 1990 trong sa mạc Black Rock ở tây bắc của Nevada và kéo dài một tuần từ thứ hai cuối tháng 8 cho tới thứ hai đầu tháng 9. Lễ hội có tên là Burning Man vì người ta đốt tượng người bằng gỗ vào ngày thứ Bảy hai người bị bắt vì mang cá ngựa khô rắn chết dầu mù u từ Việt Nam nhập lậu vào Hoa Kỳ. Hai người từ Việt Nam vào Mỹ qua phi trường quốc tế Dallas ở thủ đô Washington DC đã bị xét và thấy một số hàng lậu rất đặc biệt. Không thấy bản tin của hãng tin cho hay hai người Việt đó là du khách đến từ Việt Nam hay là người gốc Việt đi du lịch Việt Nam rồi quay trở lại Mỹ đã mang theo hai túi sách gồm dược thảo rắn chết khô và ngay cả cá ngựa khô. Theo nguồn tin này những nhà chuyên môn canh nông của cục quan thuế khám xét thấy hai túi sách chứa đựng 77 con cá ngựa khô, năm chục hộp nhỏ diệt thảo, năm con rắn chết khô, năm loại dầu ốc sên và một số sản phẩm thịt heo bất hợp pháp. Dầu rắn là một trong những thành phần chính của dược thảo dạng lỏng đã bị bắt giữ ở phi trường. Các sản phẩm thịt heo bị giữ ở phi trường là các đồ bị cấm và nguy cơ đem theo bệnh dịch tả heo châu Phi và bệnh mụn nước cho loài heo hiện vẫn đang bị bộ canh nông Mỹ ngăn chặn nghiêm ngặt. Những người đi từ quốc gia khác vào Mỹ thường đem vào đây các loại thực phẩm truyền thống từ xứ của họ. Viên chức quan thế Steve Sapp đã nói với ký giả, Ông cho hay những loại thực phẩm đó bị cấm vì nguy hiểm đem theo vào nước Mỹ các loại bệnh tật cho cây cối hay là động vật ở đây. Do vậy những ai mang chúng vào nước Mỹ đều là vi phạm các điều khoản ngăn cấm của chính phủ. Hai người này, thêm một người về Fairfax, tiểu bang Virginia, còn một người thì về San Francisco, nhưng cùng đến cửa khẩu của phi trường Dallas. Khách du lịch thường bị bắt giữ khi vi phạm luật lệ của bộ canh nông, ông shop đã nói với đài truyền hình. Họ bị khám xét lần thứ hai rất lâu để các nhà chuyên môn quan thuế và biên phòng khám xét hành lý của họ rồi tịch thu hàng cấm. Hậu quả của những vụ vi phạm kiểu này là tất cả các loại hàng cấm đều bị tịch thu và có thể kèm theo phạt hành chính. Thông thường thì lần đầu họ bị phạt 300 đô la, nhưng những lần sau thì họ phạt lên đến 500 đô la theo lời của ông shop dù khách du lịch không bị quan thuế của Mỹ phạt dân sự, họ vẫn vi phạm một số lệnh cấm quốc tế, chẳng hạn như Công ước Quốc tế về cấm buôn bán động vật và thảo mộc quan giả có nguy cơ tuyệt chủng cao, cũng như đạo luật Lacey mà cả hai luật trên đều được các quốc gia đồng thuận thi hành. Tất cả các động vật và thảo mộc hoang dã, dù đã đưa vào Mỹ hay xuất cảng đều phải có giấy phép đầy đủ. Theo lời ông Brian Noel, đặc vụ của Sở Bảo vệ Cá và Động vật Hoang dã, ông cho hay buôn bán các loài hoang dã bất hợp pháp đã đẩy nhiều loài đến tuyệt chủng. Buôn bán động vật hoang dã đã phỏng định lên tới hàng triệu đô la mỗi năm. Thú vật, thảo mộc, sống hay chết đều bị khai thác dưới nhiều hình thức, từ làm món ăn đến đồ trang sức, quần áo, quà lưu niệm cho du khách, đủ thứ. Năm 2018, một người Việt là cư dân ở Orange County đã bị kết án một năm rưỡi tù bên cạnh số tiền phạt là 5.500 đô la vì đã nhập lậu một số loại chim hoang dã từ Việt Nam. Người này đã xếp hơn 20 con chim loại quý hiếm trong vali tính qua mặt quan thuế ở phi trường Los Angeles. Vào năm 2010, ông này cũng đã từng bị phạt 4 tháng tù vì nhập lậu 14 con chim sơn ca bằng cách may những túi nhỏ mặt bên trong của quần. Cái chuyện này thì nó ảnh hưởng lâu dài, tại vì khi mà quan thuế mà bắt được thì cứ mỗi lần mà mình vào cái sân bay bất cứ phi trường nào ở Mỹ đều bị họ đưa vào một cái phòng riêng để mà xét các quý vị. 61% dân Mỹ làm tháng nào xài hết tháng đó. Một cuộc khảo sát mới từ Lending Club Corporation, hơn một nửa số người Mỹ đang sống bằng tiền lương và từ chi phiếu này tới chi phiếu kia. Lending Club là công ty mẹ của Lending Club Bank, một ngân hàng thị trường kỹ thuật số, theo một bản tin được công bố vào ngày thứ Tư vừa qua. Sau khi khảo sát 3.443 người tiêu dùng ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 7, cũng như tính đến các dữ liệu kinh tế khác, Landing Club nhận thấy rằng khoảng 61% người Mỹ đang sống từ chi phiếu lương này đến chi phiếu lương khác. Số người phải chật vật kiếm sống đã tăng lên 2 điểm phần trăm so với năm ngoái. Theo một cuộc khảo sát, những nơi tài xế lái xe căng thẳng nhất dễ xảy ra gây gỗ, hâm dọa ở Hoa Kỳ. Arizona là tiểu bang lái xe căng thẳng nhất, một báo cáo của Forbes Advisor đã gọi Arizona là tiểu bang có nhiều tài xế hay đối đầu nhau nhất ở Mỹ. Báo cáo cho biết các vụ bạo hành trên đường đang gia tăng trên toàn quốc gia. Theo báo cáo, có 413 người bị thương trong một vụ xả súng trên đường lái xe vào năm 2022, tăng 135% so với năm 2018. Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường OnePool cho Force Advisor. OnePoll đã khảo sát 10.000 người lái xe được cấp phép trên 18 tuổi, sở hữu ít nhất là một chiếc xe hơi và so sánh dữ liệu của họ trên tất cả 50 tiểu bang. Những người trong cuộc khảo sát được hỏi về việc bị ép ra khỏi đường, bị chặn chuyển làng đường, cố tình cắt ngang làng đường, la mắng, lăng mạ hoặc đe dọa. Nhóm 5 tiểu bang có tình trạng xe đối đầu nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Thứ nhất là Arizona 100 trên 100, thứ hai là Rhode Island 98,46 trên 100, thứ ba là West Virginia 97,82 trên 100, thứ tư là Virginia 96,97 trên 100 và thứ năm là Oklahoma 96,49 trên 100. Hơn 80% tài xế ở Arizona đã bị một tài xế khác la mắng, lăng mạ, chửi bới hoặc đe dọa và 31,5% tài xế Arizona cho biết một tài xế khác đã rời khỏi xe của họ để la hét hoặc đánh nhau với họ, xếp hạng cao thứ 5 ở toàn nước Mỹ, các tiểu bang xếp hạng thấp nhất là Delaware, không trên 100. Idaho là 1,76 trên 100 và South Dakota là 7,87 trên 100. Những người theo chủ nghĩa tân phát xít đeo cờ đỏ và phất cờ có hình chữ vạn đã tuần hành qua công viên ở Florida. Một video được một nhà lập pháp tiểu bang Florida chia sẻ, những người tuần hành qua công viên Grand Rouge Altamont Springs ở Florida vào ngày thứ Bảy và hét lên rằng, tụi tạo ở khắp mọi nơi, Carlos Guillermo Smith, cựu thành viên của Hạ viện Florida cho biết trong một tweet rằng những người biểu tình đang dơ cao lời chào Heil Hitler. Dân biểu tiểu bang Anna Eskamani coi vụ này là một ví dụ rất là ghê gớm về chủ nghĩa cực đoan cực hữu đang gia tăng. Florida là quê hương của chúng tôi và tôi từ chối giao nó cho những kẻ cực đoan. Guillermo Smith nói chúng ta phải cùng nhau chống lại chủ nghĩa chống Do Thái, chống người gốc Phi Châu và chống lại giới tính thứ ba LGBTQ để lấy lại quốc gia của chúng ta. Để chuẩn bị cho ngày lao động, Trung tâm Nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan của Liên đoàn Chống Phỉ Bán đã đưa ra một tuyên bố vào hôm thứ Sáu cảnh báo rằng hai nhóm cực đoan được gọi là Liên đoàn Phòng thủ, Goyem và Bộ Lạc Máu đang lên kế hoạch tập trung tại Florida vào tháng 9 năm 2023 để biểu tình chung, công khai mà họ gọi là cuộc tuần hành của áo đỏ, March of the Redshirts. ADL cho biết các nhóm có thể sẽ tuần hành ở các địa điểm dễ nhìn thấy để thu hút càng nhiều sự chú ý của công chúng và giới truyền thông càng tốt. Ngũ giác đài gia hạn khai triển quân đội tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico đến cuối tháng 9 năm 2023. Ngũ Giác Đài đã rút 1.100 quân khỏi biên giới vào tháng trước, nhưng vẫn gia hạn khai triển 400 binh sĩ còn lại. Ngày 1 tháng 9, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Trung tá Devin Robinson đã nói với NBC News rằng, ngày 24 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng đã phê chuẩn việc gia hạn đến 400 binh sĩ để trợ giúp Cục quan thuế và bảo vệ biên giới ở biên giới Tây Nam cho đến ngày 30 tháng 9 2023. Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phê chuẩn việc khai triển 1.500 binh sĩ tài ngũ đến biên giới phía Nam trong 90 ngày để trợ giúp các quan chức biên giới trong trường hợp có thể có dòng người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới này. Ngũ Nhất Đài cho biết quân đội sẽ lấp đầy những khoảng trống quan trọng, chẳng hạn như phát hiện và giám sát tại hiện trường, nhập những dữ liệu và yểm trợ cho kho hàng, nhưng sẽ không trực tiếp tham gia vào các hoạt động chấp pháp. Việc khai triển quân đội này nhằm trợ giúp cho các quan chức biên giới giải quyết việc chấm dứt đề mục 42, vốn cho phép chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng trục xuất hàng chục ngàn người di cư để bảo vệ người Mỹ khỏi COVID-19. Dữ liệu do Cục Quan Thuế và Bảo vệ Biên giới CPP công bố vào ngày 18 tháng 8 cho thấy lực lượng tuần tra biên giới đã có 132.652 cuộc bắt giữ giữa các cảng nhập cảnh dọc biên giới Tây Nam trong tháng 7, tăng so với 99.545 vụ vào tháng 6. Theo dữ liệu của CBP, lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ đã chạm trán trung bình là 2.016 người trưởng thành độc thân mỗi ngày chỉ trong tháng 7, đánh dấu mức giảm 66% so với con số 6.164 vụ bắt giữ mỗi ngày trong 11 ngày đầu tháng 5 Thông điệp rất đơn giản của CBP dành cho bất cứ ai đang nghĩ đến việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không được phép hoặc bất hợp pháp dọc biên giới phía Tây Nam là đừng nên làm điều đó. Khi những người không phải là công dân vượt biên trái phép, họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, CBP đã nêu rõ. Những số liệu mới nhất cũng phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng ứng dụng app di động CBP One qua đó có đến 1.450 người di cư có thể nhận được các cuộc hẹn tại các cửa biên giới đất liền với Mexico để xin tị nạn. CBP đã giải quyết hơn 44.700 người có cuộc hẹn với CBP One tại các cảng nhập cảnh vào hồi tháng 7. CBP-1 dành cho những người thuộc bất cứ quốc tịch nào ở miền Trung và miền Bắc Mexico vào Mỹ bằng đường bộ và xin tị nạn hoặc xin giấy thông hành nhân đạo. Người di cư phải đặt lịch hẹn thông qua app này và có mặt tại cuộc hẹn ở các cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ. Nếu không có cuộc hẹn, họ sẽ bị từ chối. Ngày 26 tháng 7, tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, dân biểu Tom McClintock thuộc đảng Cộng hòa California cho biết, dòng người ở biên giới không hề giảm, đồng thời lưu ý rằng ứng dụng cbp One cho phép người di cư qua biên giới phía Nam và vào thẳng cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ. Ông nói rằng, thay vì đưa họ đến biên giới phía Nam, quý vị đưa họ trực tiếp đến các cảng nhập cảnh. 5.000 email thời làm phó tổng thống cho Obama của ông Biden, trong đó có nhiều email ký tên bằng bí danh. Chuyện emails của Tổng thống Joe Biden, thời còn làm phó tổng thống, có nguy cơ sẽ làm sức mẹ uy tín của ông nếu thật sự có sự mờ ám. Giáo sư luật Jonathan Turley, giáo sư về lợi ích công cộng Shapiro của Đại học George Washington, trên tờ báo The Hill đã nói về cuộc điều tra của nhiều ủy ban và nhiều nhóm khác đã tìm kiếm hơn 5.000 email từ Tổng thống Biden khi ông còn là phó tổng thống, đã sử dụng nhiều bí danh trong thời chính quyền Obama. Cựu tổng thống Barack Obama có thể chặn lại, nhưng cũng sẽ gây thêm nghi ngờ. Theo đạo luật hồ sơ tổng thống, ông Obama có 30 ngày để cấm tiết lộ các email và giúp bảo vệ cựu phó tổng thống của mình trong vụ đảng Cộng hòa nghi ngờ tham nhũng liên quan đến hoạt động buôn bán ảnh hưởng do ông Hunter Biden là con trai của tổng thống điều hành. Gần đây người ta biết rằng, tổng thống Joe Biden đã sử dụng nhiều mật danh và tên giả, bao gồm cả Robin Ware. Robert L. Peters, J.R. Celtic và The Big Guy. Các nhà điều tra của hạ viện tin rằng đó có thể chỉ là một phần danh sách. Đối với nhiều người Mỹ, thật dễ hiểu khi biết rằng tổng thống của họ có nhiều bí danh hơn Anthony Weiner. Tuy nhiên, mặc dù con số này có vẻ bất thường, nhưng việc làm này không phải là chưa từng có. Các quan chức hàng đầu trước đây đã sử dụng những bí danh như vậy cho các email, bao gồm cả cựu bộ trưởng tư pháp Eric Holder và Loretta Lynch. Trong thời chính quyền ông Obama, hành vi này đã được thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc lúc bấy giờ là Jay Carney bảo vệ, người đã bảo đảm với công chúng rằng bất cứ email nào như vậy sẽ phải tuân theo các yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin FOIA và các cuộc điều tra của Quốc hội. Ông nói thêm, chúng ta không và không nên sử dụng tài khoản email riêng cho công việc vấn đề là có công việc được thảo luận trong một số email này bao gồm các kế hoạch du lịch ngoại quốc chính thức và việc thuê cộng sự của hunter cho các vị trí cấp cao quan trọng hơn một số email có liên quan đến khách hàng của con trai tổng thống ông joe biden trước đây đã nói rằng ông không hề biết gì về những giao dịch này nhưng trong những email thậm chí có thể tiết lộ nhiều hơn về kiến thức và sự tham gia của ông. Quốc hội đang điều tra về chuyện hơn 20 triệu đô la đã được chuyển cho những người trong gia đình của Tổng thống từ các nguồn ngoại quốc thông qua các công ty và tài khoản vỏ bọc. Ngay cả tờ Washington Post cũng viết rằng, trước đây, Tổng thống Joe Biden đã không nói rõ về các khía cạnh trong giao dịch của Hunter Biden. Devon Archer gần đây đã xác nhận rằng, việc Tổng thống Biden từ lâu phủ nhận mọi tin tức về các giao dịch kinh doanh của họ là hoàn toàn sai sự thật hunter biden rõ ràng đã tham gia vào việc gây ảnh hưởng đây là một hình thức tham nhũng được ưa thích của washington dc tuy nhiên trước những bằng chứng ngày càng tăng này các đảng viên đảng dân chủ khẳng định rằng hunter và những cộng sự của ông chỉ đơn thuần bán ảo tưởng về ảnh hưởng chứ không phải là việc có được sự tiếp xúc hoặc ảnh hưởng thực tế đối với tổng thống joe biden tổng thống biden có thể loại bỏ những trở ngại này ngay lập tức để bảo đảm với công chúng rằng bí danh của ông là những bút danh vô tội thậm chí là để vui tươi jrb ware có thể là một cách chơi chữ nhưng nó không nhất thiết phải là carrot danger tiếp theo Đơn giản chúng ta không biết có gì mờ ám hay không, nhưng không có lý do gì mà tổng thống Joe Biden lại không muốn làm sáng tỏ hồ sơ, đặc biệt là 2014 là năm tổng tuyển cử. Mặt khác, cố gắng che đậy các email này có thể gây tổn hại nếu được tìm thấy bằng chứng quan trọng về hành vi tham nhũng hoặc tuyên bố sai sự thật. Cựu tổng thống Donald Trump vẫn thống trị đường đua của Đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống Trump vẫn là người đứng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa để giành đề cử Tổng thống năm 2024, bất chấp việc ông đang đối diện với bốn cáo trạng hình sự. Một cuộc thăm dò do Wall Street Journal công bố ngày 2 tháng 9 cho thấy 59% đảng viên đảng Cộng Hòa muốn cựu Tổng thống làm ứng viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa trong cuộc đua 2024. Thống đốc tiêu bang Florida Ron DeSantis đứng thứ hai với 13% tỷ lệ ủng hộ, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley đứng thứ ba với 8% tỷ lệ. Hai cáo trạng hình sự gần đây nhất của cựu tổng thống đều liên quan đến thách thức kết quả bầu cử năm 2020, dường như không có tác động xấu đến chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Ngược lại, các cáo trạng có thể gia tăng ảnh hưởng sự ủng hộ của cựu tổng thống. Vì các cuộc thăm dò cho thấy 60% đảng viên Đảng Cộng hòa cho biết các cáo buộc có tính chất chính trị, 78% cho rằng hành động của cựu tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2020 là hợp pháp, trong khi chỉ có 16% cho rằng hành vi đó là trái phép. Theo cuộc thăm dò, gần một nửa số người được hỏi là khoảng 48% cho biết, cáo trạng gian lận bầu cử đã khiến cho họ có thể bỏ phiếu cho cựu tổng thống nhiều hơn. Còn số đáng chú ý nhất trong kết quả thăm dò này là sự ủng hộ dành cho ông Ron DeSantis, vốn đã giảm mạnh kể từ khi ông bắt đầu công bố chiến dịch tranh cử tổng thống vào đầu năm nay. Thống đốc Florida đã cố gắng thúc đẩy chiến dịch tranh cử bằng cách thay đổi đội ngũ nhân viên và làm mới thông điệp của mình vào tháng trước. Tuy nhiên, những thay đổi đó đã không làm tỷ lệ ủng hộ đối với ông chuyển biến như mong đợi. Hiện thì ông Ron DeSantis có tỷ lệ ủng hộ là 13% thấp hơn gần một nửa so với con số 24% trong cùng cuộc thăm dò của Wall Street Journal được thực hiện vào tháng 4. Cuộc thăm dò cho thấy nếu cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào lúc này với hai ứng viên là cựu tổng thống Trump và tổng thống Biden thì cuộc đua đang rất nóng cựu tổng thống Trump sẽ nhỉnh hơn tổng thống Biden một điểm phần trăm khi bao gồm các ứng viên thứ ba 40 so với 39 phần trăm, trong khi hai ông có tỷ lệ ủng hộ bằng nhau là 46 phần trăm nếu không có các ứng viên đó. Tổng thống Joe Biden trao quân chương danh dự cho phi công trực thăng quân đội Hoa Kỳ, cứu binh sĩ trong chiến tranh Việt Nam. Trung úy lục quân và phi công trực thăng Cobra trong Chiến tranh Việt Nam Larry Tyler đã thực hiện hàng trăm phi vụ và cứu sống vô số người, nhưng không có chuyến bay cấp cứu nào táo bạo và có ý nghĩa đối với Tyler bằng chuyến bay mà ông đã nhận được huân chương danh dự từ Tổng thống Joe Biden. Tòa bạch ốc thông báo vào ngày thứ sáu rằng Tổng thống Biden sẽ trao huân chương cho Tyler tại một buổi lễ vào tuần này. Ngày 18 tháng 6 năm 1968, Taylor cất cánh trên chiếc trực thăng tấn công của mình để cứu bốn người trong đội trinh sát đang bị bao vây. Ông phải tìm cách đưa họ ra ngoài nếu không họ sẽ không thể nào thoát được. David Hill, một trong những người đàn ông đã được Taylor cứu đêm đó cho biết, hành động của Taylor là điều bây giờ chúng ta gọi là hành động vượt quá giới hạn. Hill và ba người khác đang thực hiện một nhiệm vụ ban đêm để theo dõi sự di chuyển trong một ngôi làng gần sông Sài Gòn thì đã bị phục kích. Một cuộc đỏ súng dữ dội xảy ra sau đó và chẳng bao lâu thì họ hết đạn. Họ đã gọi điện để kêu gọi sự giúp đỡ. Taylor Bay trên chiếc trực thăng tấn công của mình chỉ vài phút sau đã đến địa điểm ở phía đông bắc Sài Gòn. Ông yêu cầu đội tuần tra gửi một số pháo sáng để đánh dấu vị trí của họ trong bóng tối. Taylor và một phi công cùng đi trên chiếc trực thăng đã bắt đầu bắn minigun và hỏa tiễn của họ thực hiện các cuộc tấn công và bất chấp hỏa lực dữ dội trên mặt đất trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng khi cả hai phi cơ trực thăng gần hết đạn và đối phương vẫn tiếp tục tiến lên, Taylor đã khảo sát đường lui binh dự định của đội đến gần một địa điểm sông và ông kết luận rằng những nhóm lính sẽ có thể bị bao vây nếu như họ không đến đó kịp. Ông phải nghĩ đến một kế hoạch khác. Bây giờ sắp hết nhiên liệu, và đội trinh sát cũng đã gần hết đạn Tyler kêu gọi trực thăng giúp đỡ, bắn nhiều hướng khác để đánh lạc hướng đối phương với những viên đạn cuối cùng. Ông đã sử dụng đèn hạ cánh của trực thăng để đánh lạc hướng và câu giờ cho đội tuần tra tiến về phía nam và phía đông tới một địa điểm rút lui khác mà ông đã xác định. Sau khi đến nơi, thì Taylor đã hạ cánh dưới qua lực dày đặc của đối phương trong tình cảnh nguy hiểm. Bốn người lính đã lao lên chiếc trực thăng và bám bên ngoài. Vì chiếc trực thăng này chỉ có hai chỗ, và ông Taylor đã đưa họ đi đến nơi an toàn. Vụ hạ cánh này chỉ xảy ra trong 10 giây. Quân đội cho biết những gì Taylor làm đêm đó chưa từng được thực hiện trước đây. Hill đặt tỷ lệ sống sót của họ ở mức tuyệt đối bằng số 0 nếu không có suy nghĩ của Taylor. Hill là thành viên duy nhất của đội tuần tra vẫn còn sống cho biết sự quyết định của ông cũng như lòng dũng cảm của ông thật tuyệt vời và đó là điều ngắn gọn thôi thưa các bạn. Taylor rời Việt Nam vào tháng 8 năm 1968, vài tháng sau chuyến bay đó, ông được giải ngũ vào tháng 8 năm 1970 với cấp bậc đại úy và giải ngũ khỏi quân đội trừ bị vào tháng 10 năm 1973. Quân đội Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt giao tranh ở miền đông Syria và cảnh báo IS hồi sinh. Quân đội Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt nhiều ngày giao tranh giữa các nhóm đối thủ được Mỹ hậu thuẫn ở miền đông Syria vào ngày thứ Năm, cảnh báo rằng điều này có thể giúp cho sự hồi sinh của nhóm nhà nước Hồi giáo. Cuộc giao tranh nổ ra vào ngày thứ Hai khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở tỉnh Deir el-Zur, phía đông giàu dầu mỏ, là cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong nhiều năm Phía đông của Syria là nơi mà hàng trăm binh sĩ Mỹ đóng quân kể từ năm 2015 để chống lại phiến quân IS. Các cuộc đụng độ đã khiến những thành viên của lực lượng dân chủ Syria do người Kurd đứng đầu chống lại đồng minh cũ của họ là hội đồng quân sự Tirelzor do người Ả Rập đứng đầu là một trong số bộ lạc Ả Rập trong khu vực đã đứng về phía họ. Đội đặc nhiệm hỗn hợp giải pháp kế thừa chiến dịch cho biết trong một tuyên bố rằng họ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những sự việc xảy ra ở phía đông bắc của syria và nói thêm rằng chúng tôi vẫn tập trung vào việc kết hợp với lực lượng dân chủ syria để bảo đảm đánh bại di lâu dài giúp đỡ an ninh khu vực và sự ổn định họ sử dụng từ viết tắt tiếng ả rập để chỉ is các cuộc đụng độ lẻ tẻ đã xảy ra ở khu vực khác nhau trong khu vực dọc biên giới với iraq vào ngày thứ năm và hai bên được cho là đã đưa quân tiếp viện vào hôm thứ tư sdf và hội đồng cùng tuyên bố rằng ahmad kabio hay còn được biết đến với cái tên là abu kala sẽ không còn chỉ huy hội đồng quân sự ez-Zor nữa ông và bốn thủ lĩnh dân quân khác đã bị cách chức vì bị cáo buộc liên quan đến nhiều tội ác và vi phạm bao gồm cả việc buôn bán ma túy Quân đội Hoa Kỳ cho biết sự sao lãng khỏi công việc quan trọng này sẽ tạo ra sự bất ổn và làm gia tăng nguy cơ Days là IS hồi sinh. Bạo lực ở miền đông bắc Syria phải chấm dứt và cố gắng quay trở lại nhằm tạo ra hòa bình và ổn định ở miền đông bắc Syria, thoát khỏi mối đe dọa từ IS. Có ít nhất 900 lực lượng Mỹ ở miền đông Syria cùng với số lượng nhà thầu không được tiết lộ. Họ kết hợp với SDF để ngăn chặn sự quay trở lại của IS. SpaceX phóng 13 vệ tinh quân sự cho lực lượng không gian của Mỹ. Sau hai ngày chờ đợi, SpaceX đã phóng 13 vệ tinh quân sự tân tiến vào quỹ đạo cho lực lượng không gian Mỹ vào ngày 2 tháng 9. Theo trang space.com, 13 vệ tinh được đưa lên vũ trụ nhờ hỏa tiễn đẩy Falcon 9 tại căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở tiểu bang California. Các vệ tinh có nhiệm vụ giám sát các vụ phóng hỏa tiễn và cung cấp những tin tức liên lạc quân sự trên toàn thế giới. Cùng vệ tinh được đưa lên quỹ đạo thấp quanh trái đất là một phần của chương trình Kiến trúc không gian chiến đấu mở rộng PWSA của Hoa Kỳ. Một mạng lưới vệ tinh nhiều lớp mới trên quỹ đạo thấp quanh trái đất và các yếu tố giúp đỡ sẽ cung cấp việc theo dõi các hỏa tiễn và liên lạc quân sự trên toàn thế giới. SpaceX đã mô tả về sứ mệnh. Ông Zachary Lepin, kỹ sư của SpaceX, cho biết đây là lần phóng thứ 61 của công ty trong năm 2023. Hiện chưa rõ khi nào các vệ tinh này sẽ vào hoạt động. Trang Space.com cho rằng việc này không có gì ngạc nhiên vì liên quan đến an ninh quốc gia. Cựu Thủ tướng Ý cáo buộc Pháp từng bắn rơi phi cơ chở 81 người nhằm ám sát người đứng đầu Libya vào năm 1980. Cựu Thủ tướng Amato đã cáo buộc Pháp ra lệnh bắn hạ phi cơ chở khách của Italy vào năm 1980 nhằm ám sát người đứng đầu của Libya, Muammar Gaddafi. Cựu Thủ tướng Ý trong một bài phỏng vấn với La Repubblica xuất bản vào ngày 2 tháng 9 đã cho biết quân đội của Pháp đã vô tình bắn hạ chuyến phi cơ Italia 870 đang di chuyển từ Bologna đến Palermo. Vụ tai nạn khiến cho toàn bộ 81 người trên phi cơ thiệt mạng và từ đó làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân chiếc phi cơ bị rơi. Một kế hoạch đã được lập ra để tấn công chiếc phi cơ chở Gandolfi. Ông kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản hồi về cáo buộc của ông và nói rằng đây là cơ hội để Điện Élysée gọi rửa nỗi hổ thẹn đang đè nặng lên Paris. Thủ tướng đương nhiệm Italy Giorgia Meloni cho biết cáo buộc của người tiền nhiệm đáng chú ý, nhưng nói thêm rằng ông Amado nên cung cấp bằng chứng xác đáng. Ông Amato cũng đã thừa nhận chưa có bằng chứng về sự việc này. Bộ Ngoại giao Pháp cùng ngày cũng đã tuyên bố cung cấp toàn bộ những tin tức liên quan đến vụ tai nạn phi cơ vào năm 1980 và sẵn sàng kết hợp với lợi ý nếu quốc gia này yêu cầu. Politico nhận định tuyên bố của cựu thủ tướng Ý có thể gây áp lực lên mối liên quan của hai quốc gia trong bối cảnh đang cố hàng gắn. Ngoại trưởng của Ý Antonio Tajani hồi tháng 5 quỷ công du Paris sau khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin chỉ trích chính sách di cư của Ý. Gai xe lửa ở thủ đô Moscow báo động di tản do đe dọa đánh bom. Ga xe lửa Kiyevsky ở Moscow đã bị di tản do bị đe dọa đánh bom, hãng TASS đã đưa tin, dẫn nguồn tin từ Cục Dịch vụ Khẩn cấp của thành phố. Nguồn tin lưu ý rằng có một thông báo về mối đe dọa sẽ nổ tại ga xe lửa Kiyevsky vì mục đích an ninh một cuộc di tản đang được thực hiện. Nguồn tin lưu ý và cho biết thêm các nhà chuyên môn đang có mặt tại hiện trường, ứng phó với cảnh báo bom và kiểm tra xem có hay không bất cứ chất đổ nào tại hiện trường. Bão Hai Ki đánh vào Đài Loan, gần 4.000 người phải di tản. Bão Hai Ki đánh vào vùng núi dân cư thư thớt ở phía đông nam Đài Loan chiều ngày 3 tháng 9, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Đây là cơn bão đầu tiên tấn công trực tiếp vào Đài Loan sau 4 năm. Để ứng phó với đảo Hai Ki, Đài Loan đã hủy toàn bộ những chuyến bay trong ngày 3 tháng 9 và dừng toàn bộ các dịch vụ phà đến các hòn đảo nhỏ xung quanh. Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan cho biết các chuyến bay quốc tế ít bị ảnh hưởng và chỉ có 41 chuyến bay quốc tế bị hủy trong ngày 3 tháng 9. Các quận, thành phố trong vùng cho các học sinh và người lao động nghỉ ở nhà để bảo đảm an toàn. Đài Loan cho biết 3.729 người đã được di tản, chủ yếu ở phía nam và phía đông của hòn đảo. Quân nhân và các trang thiết bị của quân đội đã được đưa đến để giúp di tản và cứu trợ. Trong một cuộc họp với các quan chức quản lý thảm họa, người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn đã kêu gọi người dân tránh đi ra ngoài, không nên đi lên núi, đến bờ biển, đi câu cá hoặc tham gia các môn thể thao dưới nước trong lúc trời còn mưa bão. Hiện có hai người bị thương nhẹ do cây đổ đè lên một chiếc xe tải ở quận phía đông Hoa Liên. Bão Hai Kỳ yếu hơn nhiều so với bão Seola. Cơn bão đã đánh vào Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông phía nam của Trung Quốc vào ngày 2 tháng 9. Sau khi qua miền nam của Đài Loan, bão Hai Kỳ đi vào eo biển Đài Loan và hướng về Trung Quốc. Tin Việt Nam, luật sư kiến nghị tòa án xác định nhà báo Đức Hiển là người bị hại, chứ không chỉ là người có liên quan trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Luật sư Nguyễn Thành Công là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Hiển, đã gửi đơn kiến nghị xem xét về việc xác định sai tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đến hội đồng xét xử thẩm phán Bùi Đức Nam. Trước đó theo quyết định đưa ra vụ án xét xử, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật ở Sài Gòn được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên luật sư của ông cho rằng theo khoản 1 điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì ông Nguyễn Đức Hiển có đủ các điều kiện để được xác định là bị hại trong vụ án này. Tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án xác định rất rõ, ông Hiển là một trong những người trực tiếp bị thiệt hại về tinh thần, uy tín, danh dự do hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng. Việc này đã được khẳng định trong rất nhiều tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như là cáo trạng, các kết luận giám định. Theo lời luật sư, nếu một người bị hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp thì người đó phải được xác định là bị hại của vụ án. Đây là lời kiến nghị của luật sư đưa lên. Việc xác định đúng tư cách tham gia tố tụng của ông Hiển và những người khác trong vụ án này ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các quyền của những người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Theo đó, nếu bị xác định là người liên quan thì đã tước đi các quyền liên quan trực tiếp đến bị cáo mà bị hại mới có như quyền xem xét về hành vi, quyền đề nghị hình phạt quyền kháng cáo đối với phần nội dung liên quan đến trách nhiệm hình sự của bị cáo đặc biệt hơn trong vụ án này trong đơn tố cáo của mình ông hiển còn đề nghị phải đưa thêm cho bà nguyễn phương hằng về hành vi vu khống và làm nhục người khác nhưng cho đến nay bên tố tụng chưa đồng ý vì vậy tại phiên tòa này chắc chắn ông hiển tiếp tục sẽ đề nghị xem xét về hành vi sai phạm của bà nguyễn phương hằng nhưng bị xác định tư cách là người liên quan thì đã tước đi quyền này đơn kiến nghị đã nêu Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào Hồng Loan và Bảo Lộc, tôi tên là Nguyễn Phúc Phương Thùy. Tôi đang tìm kiếm người anh lớn của tôi tên là Nguyễn Hoàng Dũng. Anh ấy sống ở Hawaii và là người đánh cá. Chúng tôi đã mất số liên lạc với nhau từ 8-9 năm nay. Hãy giúp chúng tôi tìm kiếm anh Nguyễn Hoàng Dũng. Tôi nghĩ rằng ngày sinh nhật của anh ấy là ngày 9 tháng 3 năm 1968. Tên của mẹ chúng tôi là Nguyễn Kim Long. Có thể là anh đã bị mất điện thoại trong lúc anh đi làm việc ở trên biển và không còn số điện thoại để liên lạc với chúng tôi nữa. Anh ấy có ba người con, tên là Jenny, Dennis và Sheila cảm ơn rất nhiều xin quý vị hãy chia sẻ nếu như biết được hãy liên lạc với số điện thoại 630 677 7113 bà lộc xin được nhắc lại số điện thoại để liên lạc với nguyễn phúc phương thùy là 630 677 7113 nguyễn phúc phương thùy tìm người anh là nguyễn hoàng dũng sinh năm 1968 sống ở hawaii và làm nghề đánh cá bà lộc và hồng loan kính xin quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều Hồng Loan xin được nhắc nhở đến quý vị là quý vị hãy email cho Loan Lộc nếu như quý vị muốn tìm người thân và bạn bè qua địa chỉ email hồng loan bảo lộc ở gmail.com rất mong nhận được email của quý vị và tất cả hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Rồi ngày hôm nay cô áo trắng nữ sinh muốn Cái gì vui đây? <laughs> à, đầu tuần ha. Ừ. Cái chuyện vui đi. Cái chuyện vui hả? À, lấy hên đầu tuần hình à, nha. Rồi, ngày hôm nay đầu tuần kể cho loan nghe một câu chuyện vui nho nhỏ, nhỏ. Ừ. À, Trong một cái cuộc phỏng vấn về hôn nhân và gia đình, một người ký giả đến gần một người phụ nữ và hỏi: "Thì bí quyết là thế nào mà chị giữ được gọi là hạnh phúc trong gia đình như vậy?" Người phụ nữ đây liền trả lời với anh ký giả: "Dạ thưa anh, phụ nữ chúng em lúc nào cũng tuân theo một quy luật rằng đàn ông trong gia đình lúc nào cũng đúng." và phụ nữ trong gia đình lúc nào cũng sai người ký giả này mà nói wow hay quá vậy chị có thể giả thích rõ ràng cho chúng tôi học hỏi không người phụ nữ mới nói dạ đơn giản thôi có nghĩa là ông chồng lúc nào cũng đúng có nghĩa là đi làm về thì phải đúng giờ ha đi nhậu về phải đúng giấc đầu tháng phải đưa lương đúng ngày lương tháng phải đưa đúng số không có được thiếu cứ ủa chứ mà, mà, các chị nói là chị nói là là phụ nữ lúc nào cũng sai là sao dạ thì cũng đơn giản thôi chẳng hạn như là buổi sáng đó em sai chồng em đưa con em đi học buổi trưa em sai chồng em đón con về buổi chiều á thì em sai chồng em cho con ăn cơm rồi em sai chồng em rửa chén rồi buổi tối đó, em sai chồng em cho con ngủ có vậy thôi à em lúc nào cũng sai hết á anh à Quá xuất sắc Còn ông chồng lúc nào ông cũng đúng á Không đúng là chết với bà Mới nghe thấy khoái quá hả Khoái quá Chồng lúc nào cũng đúng Chồng Người đàn ông trong nhà lúc nào cũng đúng Người phụ nữ lúc nào cũng sai ha Nghe thấy dữ á nhưng mà dữ này mình áp dụng được Học hỏi Thôi thôi học Coi như lòng có kể câu chuyện này <laughs> ok ngày hôm nay lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức một nụ cười nho nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của lan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại